Hello các bạn, mình là Thập Phạm tại blog thapphạm.com. Như trong những cái thời gian qua, mình có nhận được một số cái phản hồi, đó là có một số bạn mới gặp khó khăn trong cái việc mà chuyển hóa trong website WordPress. Thực ra thì cái quy trình chuyển hóa trong website WordPress không phải là khó, nhưng mà nó chỉ là hơi nó hơi rối dành cho những bạn nào mà chưa biết chưa làm qua lần nào. Cho nên là ở cái series video này, mình sẽ có một số video hướng dẫn các bạn cách chuyển hóa cho WordPress. Và cụ thể là video này mình xin làm ra 4 phần, đó là chuyển hóa cho WordPress trên cái môi trường host bình thường, tức là một cái share host bình thường thôi ha. Tức là chuyển host cho WordPress trên share host. Tức là mình sẽ chuyển giữa một cái host sử dụng share host sang một cái share host khác. Mình bỏ ngoài các bạn dễ nhìn là share host sang share host. Và tiếp theo vấn đề là chuyển host to WordPress từ share host lên VPS. Và cái bài thứ ba là chuyển host to WordPress từ VPS sang VPS, tức là chúng ta chuyển một cái website giữa môi trường VPS như thế nào để cho nó nhanh gọn. Và cái bài cuối cùng đó là cách đổi domain cho WordPress. Tại vì khi mà có một số bạn bảo là bây giờ tôi đã chuyển hết được rồi, nhưng mà làm sao để mà cấu hình cái website WordPress của mình sử dụng cho một cái domain mới nó hoàn thiện hơn, thì ở đây mình sẽ nói qua và mình sẽ xin làm 4 video như vậy ha. Trong cái vấn đề mà chuyển host WordPress thì quay qua quay lại chỉ có vài bước thôi. Cụ thể là chúng ta đem dữ liệu, bước 1 nè, mang dữ liệu từ host cũ sang host mới. Cái dữ liệu ở đây là gì? Cái dữ liệu ở đây nghĩa là những cái thư mục và tập tin của website của bạn trên cái host cũ, và chúng ta sẽ mang nó toàn bộ qua một cái host mới. Bước 2 đó là chúng ta sẽ chuyển database từ host cũ sang host mới. Và bước 3 đó là kiểm tra, nếu mà cần. Thực ra bước này cũng không cần thiết cho lắm, nhưng mà mình nghĩ là nếu các bạn mới làm thì bạn nên kiểm tra xem là host đã hoạt động hay chưa, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kiểm tra. Và bước 4 đó là đổi DNS của domain từ host cũ. Đơn giản như vậy thôi. Thì cái bước 4 này mình nghĩ là các bạn đã biết hết rồi ha, cho nên là mình chỉ nói sơ sơ qua thôi, chứ không phải là hướng dẫn từng ly từng tí. Rồi, thì bây giờ ở cái video này chúng ta sẽ bắt đầu từ cái cách thứ nhất, đó là chúng ta sẽ chuyển host to WordPress trên cái môi trường share host, tức là từ một cái share host sang một cái share host khác. Cụ thể là ở đây mình sẽ làm ví dụ. Bây giờ mình có một cái share host như thế này và mình muốn chuyển nó qua bên đây, là chúng ta làm như thế nào? Bây giờ ví dụ như mình có một cái website này phải không? Thì ở đây á là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển thủ công không cần plugin. Tại vì khi mà sử dụng plugin thì mình đã được phản hồi rất là nhiều là có một số bạn sử dụng plugin được, có một số bạn thì lại không. Cho nên là ở video này, nếu mà các bạn chưa chuyển lần nào thì tốt nhất các bạn nên tập chuyển thủ công ha. Thì khi mà chuyển thủ công á, chúng ta sẽ có một số bước như sau. Đầu tiên là chúng ta là vào cái thư mục của host cũ. Đây là cái host cũ đúng không? Thì mình vào phần File Manager và mình sẽ nén lại những dữ liệu cũ trên đó. Và ở trong cái phần này thì các bạn sẽ thấy cái thư mục HTML của đúng không? Tức là cái thư mục mà chứa những cái mã nguồn của bạn. Thì bây giờ bạn vào. Đây là những cái thư mục web của mình ha. Và bây giờ mình sẽ làm cái việc đầu tiên, đó là chúng ta sẽ nén lại tất cả những cái file và thư mục này thành một cái file nén, và sau đó thì chúng ta sẽ tải về máy và tiến hành upload lên cái host mới. Bây giờ mình nén bằng cách như sau. Mình chọn select all. Ở đây là mình có một cái domain dư thì mình không chọn này tại vì nó không nằm trong cái sổ của mình. Ok, thì bây giờ coi như là mình có như đây thôi ha. Và đây là website. Thì bây giờ mình sẽ nén bằng cách ấn vào cái nút compress ở trên đây. Đây. Sau đó bạn chọn một định dạng bất kỳ. Bạn có thể là chọn gzip hoặc là chấm zip ha, tùy bạn. Thì ở đây là mình chọn chấm zip đi cho nó thân thiện. Và ở phần tên thì chúng ta sẽ đặt tên cho nó dễ dàng nhớ, ví dụ như là thập phạm chấm zip.
Sau khi chọn xong thì ấn Compress File. Thì lúc này khi mà nó nén xong á, thì nó sẽ bắt có cái thông báo là nén xong rồi. À, đây là những cái file mà nó đã nén xong. Thì để tắt thì bạn ấn vào nút Close ở trên đây. Thì sau khi mà nén xong thì nó sẽ có một cái file tên là thập phạm.zip như thế này. Thì bây giờ cái việc mà chúng ta cần làm đó là chúng ta sẽ tải về máy. À, mình ấn vào phím download ở trên đây. Thì lúc này nó sẽ tải về máy ha, trên mạng hôm nay nhà mình nó hơi bị điên cho nên là nó hơi tải hơi lâu. Ở đây thì sau khi tải về xong thì chúng ta đã có một cái file .zip. Và bây giờ bạn hãy khoan upload lên hot ha, chúng ta sẽ còn làm một việc nữa, đó là chúng ta sẽ sao lưu, tức là chúng ta download toàn bộ những cái cơ sở dữ liệu trên cái website cũ của mình về máy. Tại vì trong WordPress thì nó sẽ sử dụng MySQL để mà chứa những cái database hay còn gọi là cơ sở dữ liệu. Thì bây giờ muốn chuyển vào một cái host khác, các bạn cũng phải tải cái cơ sở dữ liệu đó về. Và cái cơ sở dữ liệu đó nó sẽ chứa những cái bài viết, những cái thiết lập vân vân. Thì để mà tải cơ sở dữ liệu về máy, các bạn mở lại cái phần Control Panel. Các bạn tìm đến mục PP MyAdmin. Đây, đây là cái mục PP MyAdmin mà trên hầu hết các cái xe host nó đều có. Bạn ấn vào ha. Chờ một xíu để nó lót lên. Rồi thì đây là cái trang PP MyAdmin mà sau khi chúng ta truy cập vào. Ở trong đây là mình có rất nhiều database, nhưng mà mình đang sử dụng cái database này cho website mà mình cần chuyển đây. Thì mình chọn cái database mà mình đang sử dụng cái website cần chuyển ha, mình chọn nó. Sau khi chọn xong nó sẽ hiển thị ra danh sách những cái table ở trong cái database đó. Bây giờ bạn tiến hành bạn ấn cái nút check all này để mà chúng ta chọn hết các cái table. Sau đó chúng ta vào phần export, tức là chúng ta xuất cái dữ liệu này ra. Trong cái phần export này các bạn nên chọn là định dạng SQL ha, đừng có nên chọn những định dạng khác hoặc là đừng có nên chọn custom. Tại vì custom khi mà các bạn dùng custom thì có thể là khi mà các bạn nhập database vào nó sẽ bị lỗi. Cho nên là mình khuyến khích các bạn nên chọn như thế này. Các bạn nên chọn là quick, ở dưới đây là SQL. Sau khi chọn xong thì các bạn ấn nút go để mà nó tiến hành nó tải cái file dữ liệu về. Rồi, thì bây giờ mình xem à bây giờ là mình có ở trên host của mình là mình có hai cái file này. Một cái file .sql tức là cái database của website mình cần chuyển và một file .zip đó là chứa những cái mã nguồn của website cũ cần chuyển qua. Thì bây giờ đầu tiên là chúng ta sẽ upload cái mã nguồn này lên cái host mới. Bây giờ mình có cái này là host mới và ở đây mình chưa có thêm domain vào. Bây giờ mình thêm một cái domain vào. À, ví dụ như mình cần chuyển website tên là domain, bây giờ mình thêm domain vào đây. Bây giờ mình đang sử dụng domain dịch vụ wordpress.com để mà thực hành cái bài này. Cho nên mình thêm một cái domain vào host mới là dịch vụ wordpress.com, tức là nó trùng với cái domain cũ ha. Tức là nó trùng với cái domain bên host cũ. Cái phần này thì mình chọn gì cũng được. Cái này bạn không cần làm thêm nữa mà bạn đã thêm domain vào trên host rồi ha. Rồi, sau đó mình ấn create. Thêm hơi lâu. Rồi thì giờ nó đã thêm domain xong. Và mình có thêm một là public HTML duyệt dịch vụ wordpress.com. Thì bây giờ mình vào cái phần file manager bên cái host mới. Ở đây thì nó giống cái host ở size 5, nó cũng giống như cái host bên đây thôi, chẳng qua là cái giao diện hơi khác một chút, nhưng mà chức năng là vẫn giống. Mình vào phần File Manager bên host mới ha. À, sau đó mình chọn cái này, File Manager. Sau đó mình vào thư mục của domain mình cần chuyển qua, tức là thư mục mình vừa mới thêm nè.
Nếu mà các bạn sử dụng cái host không có cái thư mục coin như thế này thì các bạn có thể upload ngoài thư mục public.html ha. Upload vào đâu thì các bạn sử dụng host thì các bạn cũng đã biết rồi. Mỗi domain có một cái thư mục khác nhau và cái thư mục public.html này là cái thư mục gốc. Bây giờ mình có cái domain dịch vụ.com thì mình có cái thư mục này và mình sẽ tiến hành mình upload cái file.zip này lên trên đây. Lên trên cái host mới ha. Bây giờ mình upload. Chọn cái file .zip mà mình vừa mới tải về đây, sau upload lên và chờ đợi. Thì sau khi mà nó upload xong, nó sẽ có cái chữ complete như thế này. Các bạn quay trở lại bấm nút back. Thì bây giờ bạn quay trở lại cái phần file manager các bạn, thì bạn đã có một cái file thập phạm .zip này. Chúng ta xả nén bằng cách chọn nó, sau đó ấn cái nút extract ở trên đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn thư mục cần xả nén, đây là thư mục này, và chọn xong thì chúng ta ấn phím extract file. Thì bây giờ nó sẽ tiến hành nó xả nén những cái file và thư mục mà chúng ta đã nén ở trên kia, và bạn ấn phím reload để mà nó tải lại cái thư mục này ha. Thì sau khi ấn phím reload xong thì chúng ta đã có những cái file và thư mục bên cái host cũ sang cái host mới này rồi. Đó là những cái thư mục chuẩn WordPress như là will be content v.v. Coi như là chúng ta đã chuyển file thành công. Và bạn có thể là xóa đi cái file .zip này nếu muốn. Mình xóa đi. Rồi, thì bây giờ tới cái phiên mà chúng ta sẽ upload cái file cơ sở dữ liệu này lên, tức là cái file .sql vào cái database mới trên host mới. Bây giờ trước tiên là bạn quay ra host mới, bạn tạo một cái database mới ha. Bây giờ mình sẽ vào phần MySQL, mình tạo một cái database mới. Cái này thì chắc bạn cũng biết rồi, mình đã có bài hướng dẫn rồi. Và phần MySQL, và vào đây chúng ta có thể tạo một cái database mới và một cái database username mới để mà sử dụng trong website mới. Thì bây giờ mình sẽ thử mình tạo là ví dụ như là test. Sau đó ở trong cái phần giao diện của host này có thể là hơi khác một chút, cho nên là nếu mà bạn để ý thì cách làm cũng giống nhau thôi. Bây giờ trước tiên là mình tạo một cái database tên nè, cái tên của database tức là cái tên là test, và cái tiền tố nó là shop link này nè. Thì bây giờ mình ấn vào nút này để tạo, còn mà các bạn sử dụng cái host khác thì nó cũng có một cái nút tạo ở dưới ha. Rồi, và tiếp theo là mình sẽ tiến hành mình tạo user. Ở cái host khác thì phần user nằm ở dưới, còn ở đây là nằm bên tab mới này nè. Thì mình tạo một cái user cũng tên giống vậy luôn cho nó dễ nhớ. Và mật khẩu là 123456. À. Sau đó mình ấn vào nút tạo user. Thì khi mà tạo user xong thì chúng ta sẽ cấp quyền cho cái user này truy cập vào cái database mà chúng ta vừa mới tạo. Ở dưới những cái host này thì bạn làm những cái phần này nè. Bây giờ mình quay lại host cũ và mình vào phần MySQL này. Thì bạn sẽ tạo giống như thế này. Đây là phần tạo database và đây là phần tạo user cho database. Thì sau khi tạo xong á, bạn chọn hai cái này. Ví dụ như mình chọn block 2 và chọn hai cái này. Tức là cho cái user này có quyền truy cập với vào cái database này. Chọn xong thì bạn ấn add ha, thì lúc này nó sẽ hỏi mình thêm quyền. Còn ở bên host này nó hơi khác một chút, đó là chúng ta sẽ là vào phần access new user. Và mình sẽ chọn cái user test này có quyền truy cập vào cái database test này. Nên mình chọn ấn nút này. Rồi, thì sau khi mà chúng ta tạo database xong và tạo user cho database xong thì chúng ta vào lại phần ppmyadmin. Bây giờ mình vào lại phần ppmyadmin ở host mới ha. Bạn nhớ nhớ ở đây là host mới. Và chờ một xíu nó chuyển qua sang ppmyadmin. Sau khi vào ppmyadmin thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta chọn cái database mà chúng ta vừa mới tạo, tức là cái database tên là test này. Chọn nó. Và chúng ta vào phần import để mà chúng ta nhập những cái dữ liệu mà SQL vào. Chúng ta vào phần import này. Và trong phần này, chúng ta sẽ ấn vào nút này để mà upload cái file .sql, tức là cái file này. Upload nó lên. Chúng ta chọn nó và chọn cái file .sql này. Ở đây là nó có ghi là cái dung lượng tối đa mà bạn được phép
upload cái database lên ha. Các bạn nên để ý là coi là cái database này á là nó có nó cái dung lượng của nó là nó có thấp hơn là cái này hay không. Nếu mà nó thấp hơn thì ok, còn nếu mà nó cao hơn thì bạn không thể là dùng cách này được. Và mình sẽ có một cái video cuối cùng để mà mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng một cái phần mềm khác tên là MySQL Dumper để mà truy xuất cái database nó nhanh hơn. Rồi thì bây giờ mình quay lại phần này, thì bây giờ mình chọn database xong, ở những cái phần này bạn để nguyên ha, và chọn nút Go để mà nó tiến hành nó nhập những cái dữ liệu vào. Thì cái thời gian này á, là nó nhanh hay là chậm thì tùy thuộc vào cái độ lớn của database. Như đây là mình chỉ có vài gigabyte thôi cho nên là cũng nhanh, nhưng mà chờ nó load cái đã. Mình nở cho rồi. Thì sau khi mà nó import cái file.sql vào cái database này xong thì bạn có thể thấy là nó có báo là nó đã import một cách thành công. Và bạn mình nhìn bên tay trái thì nó cũng đã có những cái table của cái database cũ ha. Bây giờ bạn ấn vào một cái table bất kỳ để mà xem những cái dữ liệu của nó có nó giống những cái trang host cũ hay là không. Thì bạn thấy là những cái dữ liệu của nó thì đúng là ở bên host cũ rồi đúng không? Thì coi như chúng ta đã làm xong phần này. Và bây giờ thì coi như là bạn đã làm xong tất cả các phần rồi. Và chúng ta sẽ còn làm một phần nữa, đó là chúng ta sửa cái file vdbconfig, tức là cái file này cho nó giống với lại cái thông tin database này mà chúng ta vừa mới tạo. Tại vì khi mà chúng ta đem một cái file từ host cũ về thì cái file này nó chưa được sửa, nó vẫn là cái thông tin database của host cũ ha, cho nên là chúng ta cần phải sửa nó lại. Bây giờ để sửa nó thì các bạn có thể ấn vào phần code editor này. Chọn nó ha. Và mình ấn vào nút edit này. Và sau đó các bạn sửa là database name. Ở đây là mình có là soft link test. Phần database user là mình tạo giống này cho nên mình copy nó vào luôn. Phần password là mình đặt là 13346. Và một cái quan trọng nữa đó là bạn xem cái tiền tố của database của bạn là gì. Bây giờ bạn thấy là cái tiền tố của mình á, là chữ VWB và dấu gạch dưới ha. Cho nên là bạn xem ở dưới đây là cũng là cái phần này bạn phải thiết lập giống như cái tiền tố này. Một vài trường hợp là có một số bạn dùng cái plugin bảo mật đổi cái tiền tố này này đi, thì khi mà chúng ta chuyển qua host mới thì chúng ta nên kiểm tra lại, mặc dù là nó đã cũng còn y nguyên vậy thôi, nhưng mà tốt nhất thì nên kiểm tra lại để mà mình chắc chắn là cái database mình nó hoạt động tốt. Rồi thì sau khi mà thêm xong những cái thông tin của database mới, các bạn ấn vào nút save trên đây ha để mà nó lưu lại những cái thiết lập này. Rồi thì bây giờ chúng ta đã chuyển cái sort của host cũ qua host mới, và chúng ta cũng đã thêm một cái database từ host cũ qua host mới. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một bước cuối cùng, đó là chúng ta sẽ chọn cái domain từ host cũ sang host mới. Ở đây á, là mình sử dụng domain tên là dịch vụ wordpress.com, nhưng mà mình sẽ không vào phần sửa DNS, tức là sửa cái name server giống như bình thường, tại vì mình làm vậy hết nó hơi lâu, cho nên là ở đây đó mình sẽ sử dụng cái file host trên máy tính để mà mình sửa cho nó nhanh. Tức là ở đây mình sửa chỉ là cho mình xem thôi, còn không ai xem được hết. Mục đích là mình chỉ muốn nhanh hơn thôi. Còn các bạn làm á, thì các bạn vẫn phải là vào cái phần quản lý DNS của domain, rồi các bạn sửa lại những thông tin đó. Thì những cái đó là các bạn đã dùng host qua thì chắc chắn các bạn cũng đã biết rồi, mình nói nhiều cũng hơi thừa thôi. Thì bây giờ mình vào mình sửa, mình chọn vào cái IP của host mới này, và mình vào đây mình lấy cái IP cái. Mình lấy cái này đi cho xin nó hiện ra IP, tại đây mình dùng cái thủ thuật này mà chọn về đây là hot mới. Ok thì bây giờ mình vào trang dịch vụ wordpress.com thì nó sẽ chọn qua hot mới. Thì giờ mình vào ha. Thì đây bây giờ bạn có thể thấy là mình cái website của mình vẫn hoạt động bình thường và mình đã chọn về host mới rồi, tức là chúng ta đã chuyển thành công. Nhưng mà để test cho chắc chắn á, thì bây giờ bạn vào cái phần quản lý file của host mới á, bạn ấn upload một file bất kỳ lên. Bây giờ mình sẽ upload một file bất kỳ lên ha, coi nó có chạy được hay là không. Mình không gì upload hết, thôi mình tạo đi. Mình sẽ tạo một cái file tên là thạch phạm.html.
Sau đó mình tìm tới cái file này, mình sửa nó. Và mình viết một cái chữ bất kỳ vào. Đã chuyển hot thành công. Sau đó ấn lưu lại. Lưu lại xong thì bây giờ mình vào cái trình duyệt của mình, vào cái domain mình mới chuyển trỏ về. Mình gõ cái file mới tạo ra, ví dụ như tập phạm trong HTML. Nếu như mà nó lót được cái file mà bạn vừa mới tạo trên cái host mới á, là cái domain của bạn đã trỏ về cái host mới thành công. Còn nếu mà nó chưa hiện ra cái file này á, tức là có thể là mạng của bạn nó chưa cập nhật DNS xong, thì các bạn có thể là chờ khoảng 1-2 giờ gì đó thì nó sẽ cập nhật DNS cho nó xong. Còn nếu mà khi mà nó ra những cái thông tin của file mới rồi thì coi như là bạn đã chuyển thành công, và bạn vào lại cái trang này nó hiện ra bình thường thì coi như thành công rồi, không gì khó khăn hết. Thì đó, thì trong video này mình đã nói qua cách các bạn chuyển một cái host từ host cũ qua host mới trên cái môi trường share host. Ở bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển một website từ share host lên một cái VPS là như thế nào, làm sao để mà cho nó nhanh gọn, và mình sẽ nói kỹ ở cái bài đó. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.